Cái gian hàng thịt thái sống được ăn chung với lại bánh mì ngay tại một cái nhà hàng khá là nổi tiếng ngay tại Ethiopia. Vườn Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện nay thì Vườn Hồ đang có mặt tại Ethiopia. Và cái khu chợ này gọi là cái khu chợ có nhiều cô gái châu Phi đẹp nhất. Và bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng Vườn Hồ vào chợ ha. Đây là một cái nón rất là đẹp tại Ethiopia. Cái khu chợ này người dân khá là hiện đại, cũng có cái tất cả các bạn học sinh đi học nè. Modern. Huh? Modern. Yeah. Modern. Student. Student. Yeah. Oh, học sinh lớn quá. Yes. Good. Very handsome. Đây là một cái tiệm tạp hóa ở châu Phi. High school. Những cái bạn này học sinh đi học cũng cái trang phục cũng khá là lạ, một màu hồng, cầm những cái cuốn tập thôi, không thấy sách vở gì cả. Cái nhà bán có quần áo nè. Cái khu chợ này là có nhiều người phụ nữ châu Phi đẹp nhất luôn á. Một anh năng sinh ở châu Phi. Market. Beef market. Dorje market. Yeah. Photo. You did it. Mấy bà cụ kia bán mía. Ok. Có những cái ụ đất là nơi để mọi người ngồi lên. Bà này bán sữa luôn nè, sữa dê ấy, mọi người. Milk khuẩn. Milk cow. Did that tell you? Eh? Eh, it's not in one. Ah, yeah, the book. Agaga.
Cái khu vực này là khu vực bán sữa của con dê. No China, no China, Việt Nam. Việt Nam, no China. Ồ, đây là những cái trái gì đây? Ồ? What? They need it for a picture. They need the money. Money. They need money. I'm bad. Hiện nay là khoảng 11 giờ rưỡi trưa và mọi người vẫn còn đang đi chợ. Một cái khu chợ rất là lớn luôn nha mọi người. Đây là một cái khu chợ trời. Cà chua, ớt, hành tím. Đây là một bà cụ bán gừng, ớt, hành tím và một cái thứ gì đó. Đây là cái cách mà cụ lần đầu tiên thấy mình ở trong gương. Đây là hạt cà phê. Coffee. Yeah, yeah, coffee. Salt. Muối. Hello, ông cụ ăn xin, mình không có đem tiền theo. Con dê. Đa số khu chợ ở Ethiopia nó là toàn là bán rau củ. Đây là cái cách bà cụ bà mời cho mình một cái bó hành tím. No money. Rất là đông luôn mọi người.
Đây là anh này, anh bán que diêm hoặc lửa. Một lúm ớt rồi cũng đem lên một cái bao trải ra để bán. Đa số là họ bán hành ớt rất là nhiều. Và đây là một cái gian hàng rất là lớn ngay tại khu chợ này nè. No gốc lắm. Đây là một cái gian hàng bán ớt, hạt cà phê, gừng, những cái hạt. You want to buy this is ginger. Ginger. Yeah, you used to put it in the coffee. Ginger. Yeah. In the coffee leaf. You want to buy this? Yeah. Ginger. Yeah, this one. Ginger is the best one. Shama guys, what is the shama guys? I don't know the shama guys. I don't know the Yeah, the ginger, you combine with the salt. Matanyani. Salt and ginger. Nó xí ra phun ra. Hello. Phải có một anh địa phương phải giải thích mới hiểu là mới cho quay một cái đồ như thế. Full of this? Five beer. Five beer. Yeah. Puivich. Yeah, similar with this. And I seen a tambra guano. This is 20 bur. Yeah? So you can keep take. No. Empty beer. No. Okay. Đây là cái cách của những đứa trẻ Ethiopia chà dày để mà kiếm tiền. Còn đứa bé kia nó đang chà dày á mọi người. Ở đây mọi người bán cái gì rất là đông. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ mình sẽ đi xuống đây. Đây là một cái miếng bạc được che ở trong cái khu chợ này. Gần một cái khu chợ ở Ethiopia. Và sau lưng đây thì cô bác quý chị sẽ không nghĩ rằng là một cái nhà hàng ngay tại khu chợ này, một cái nhà hàng mà mọi người cho gần đây là rất là lớn, là Getawan. Bây giờ các anh em sẽ vào đây để mà thưởng thức một bữa trưa, coi không trong cái khu chợ này họ sẽ bán những gì ha. Go to, yeah. Đây là những cái thịt cùng sống nè mà họ ăn nha mọi người. À, đây là một cái gian hàng thịt thái sống được ăn chung với lại bánh mì ngay tại một cái nhà hàng khá là nổi tiếng ngay tại Ethiopia. Và đây là những cái miếng thịt còn tươi nha mọi người. Và đi vòng một khu quanh chợ này thì Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác quý anh chị một cái khu chợ khá độc đáo ngay tại châu Phi, nói chung là Ethiopia. Nó nghiên cứu video clip tại đây, rất mong video clip này sẽ chia sẻ cho cô bác quý anh chị một điều gì đó hay ho và bổ ích ngay tại Ethiopia nó nghiên và châu Phi nói chung. Xin chào và hẹn gặp lại.